Video này được mang đến cho bạn bởi đồ chơi công nghệ Seven, nơi đang bán tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon với chất âm chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa 50mm, thích hợp nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Anh em có thể bấm vào đường link dưới phần mô tả và bình luận, giật ngay mã giảm giá 160k, mua ở Amazon hơn 750k, giờ chỉ còn 590k. Còn bây giờ, xin mời vào video. Đây là người đàn ông đã chế tạo ra bom nguyên tử, thứ đã thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ông là J. Robert Oppenheimer. Vì tên ông quá dài nên từ giờ tôi sẽ gọi ông là OP. Và đây là câu chuyện về nhà khoa học thiên tài đã sáng chế ra bom hạt nhân. Điều đó có tệ không? Có, nếu bạn là người Nhật Bản. Còn về khía cạnh tích cực thì nó cực kỳ tệ. Bom hạt nhân là tệ mà, nhưng mà nó cũng giúp các nước dè chừng nhau hơn và nền hòa bình thế giới được thiết lập. Vậy thì ông này đã giúp nhân loại đến gần hơn với sự tận diệt như thế nào? Tôi sẽ kể điều đó cho bạn, tại vì phim này dài vãi chưởng nên là thời gian đấy các bạn dùng xem video giờ review hay hơn. OP sinh năm 1904 tại New York. Do có xuất thân là người Do Thái nên từ nhỏ OP làm gì cũng cháy. Cháy nhì là trí thông minh, còn cháy nhất thì là bà ngoại của ông. Láo quá. Năm 1926, OP du học tại Đại học Cambridge. Trong lúc các bạn đồng trang lứa đang thì OP lại, ý tôi là ông ấy hâm mộ Einstein, nghiện khoa học. Và những người nghiện thì thường ngáo, và những người ngáo thì thường sẽ bị xã hội chèn ép. Làm hết đi tôi về nhá. Giờ em phải đi nghe giảng bên kia. Hả? Em đi nghe. Ở lại làm. Bị thầy dí kinh quá khiến những suy nghĩ tà đạo bắt đầu nảy sinh trong đầu OP. Anh nhớ lại 1001 cách đầu độc nạn nhân trong Conan. Đây rồi, kali cyanua, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể tiễn nạn nhân đi một đoạn xa. Bơm vào trong quả táo này thì bố nó cũng chả nhận ra. Ô, vân đôi này. Sau đó OP vẫn sủi để đến buổi thuyết giảng. Đêm về anh tiếp tục trằn trọc với vũ trụ, về một con ngựa đang ăn, không liên quan lắm. Còn việc ngày mai anh sẽ đi tù vì giết người thì không. Đoạn này tôi nghĩ là đạo diễn muốn thể hiện là OP ngáo đồ rất nặng. Sáng hôm sau anh đến phòng thí nghiệm, tiến sĩ Niels Bohr đã đến tận nơi để gặp OP. Vì trong buổi giảng hôm qua anh đã hỏi một câu rất hay. Đây là Oppenheimer, đại tài của chúng ta. Chính là tôi, người lười nhất lớp. À thế thì không phải tôi. Tôi thấy hôm qua trong buổi giảng cậu hỏi rất hay. Thế thì là tôi. Câu hỏi đấy làm khó tôi. Thế đang muốn khen hay chê đấy? Không lằn màn nữa, tôi muốn cậu đến Đức. Thế là Oppenheimer lên đường sang Đức, bắt đầu con đường học vấn đầy khởi sắc. Tất nhiên là sau khi ngăn ông giáo sư ăn phải quả táo độc, không thì phim này hết ngay phút thứ 5. Sau một thời gian ở Đức thì OP đến Hà Lan giảng dạy. Cho đến năm 1929, khi đã lụm hầu hết bằng cấp bên châu Âu, đủ để khoe với mấy bà hàng xóm, thì ông trở về quê nhà Mỹ và giảng dạy ở Học viện California. Tại đây thì OP giảng dạy cho các sinh viên về một thứ có lực hút mạnh nhất vũ trụ mang tên lê bóng. Ý tôi là hố đen. Hố đen phách. Khi một ngôi sao không thể tự tạo phản ứng hạt nhân được nữa, cũng là lúc nó tự chết đi và tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh. Khi đó lõi sao bắt đầu sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn và hố đen được tạo ra, hút mọi thứ bay qua. AKA hố đen chính là vợ bạn, còn mọi thứ là tiền lương. Đó chính là việc đầu tiên mà OP làm khi trở lại Mỹ. Và hình tượng của ông ở trường rất tốt, cho đến khi những buổi giảng dạy của ông có dính dáng đến chính trị. Tại vì OP có tham gia các cuộc gặp mặt chống phá chính phủ Mỹ hiện giờ. Dĩ nhiên là OP không hề theo phe đối nghịch, nhưng mà em trai của ông thì có. Vụ này về sau bị chính phủ Mỹ đào lại để kết tội ông phản quốc. Nhưng mà nhờ những bữa tiệc này, OP đã làm quen được với một cô gái tên là Jean mà kiếp trước làm Black Widow. Cô này đẹp đến nỗi là đạo diễn phải cho cô có cảnh nóng. Và cô cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của OP và kể cả đạo diễn Christopher Nolan, tại vì phim của ông cần có cảnh nóng. Nhưng mà chuyện tình của họ không thể tiến xa hơn, tại vì OP quá bận bịu với việc tách nguyên tử thay vì tách hai cái đùi của Jean. Thực ra là Jean có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của OP, nhưng mà cái này tôi sẽ nói sau. Một ngày đẹp trời, cộng sự thông báo cho OP việc hai nhà khoa học Đức đã tách được uranium, thứ mà OP khẳng định là không thể tách được. Đây là minh chứng cho việc thời đó OP là một con người rất lý thuyết và ít thực nghiệm, nên là có những điều ngay trước mắt thì ông cũng không nhận ra được. Nó giống như hạnh phúc ấy. Một chút về phản ứng phân hạch phách là các hạt neutron tự sinh sôi tạo năng lượng để tách uranium, một phản ứng dây chuyền. Cảm hứng chế bom nguyên tử của OP xuất phát từ đây. Đến năm 1939, OP trở thành KOL với công bố về hố đen của mình. Sự nghiệp của ông lên như double duty. Nhưng mà cũng trong thời gian đó, Đức Quốc xã dưới sự chỉ huy của Hitler bắt đầu thôn tính châu Âu, thậm chí là còn đang nghiên cứu một thứ bom có sức mạnh hủy diệt. Mỹ nghe tin thì đái ra quân vết. Họ cần một vũ khí siêu mạnh và họ có hai lựa chọn, một là Son Goku, hai là một quả bom có sức công phá cực mạnh. Vì vấn đề bản quyền nên là trong phim này họ đành phải làm bom thôi. Và OP khả năng cao sẽ không được mời tham gia, mặc dù ông rất giỏi, nhưng mà ông lại có dính dáng đến các cuộc họp chính trị, mặc dù là ông đúng chỉ tham gia cho vui thôi. Khi mọi thứ tưởng chừng không thể tệ hơn thì OP lại quen một cô gái tên là Kitty. Và bạn đoán xem vì sao lại tệ? Vì cô ấy cũng đã từng là phe đối nghịch với Mỹ.
Vậy thì Kitty là ai? Cô là một người đã có chồng, nhưng mà OP vẫn yêu và làm cô có thai. Và OP quyết định NTR một cách công khai, đến tận nhà Kitty để bảo chồng cô ly hôn đi để anh yêu cho. Và ông này thành công này, mở khóa thành tựu vua NTR. Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong việc khiến chính phủ Mỹ tin tưởng, tuy nhiên đến năm 1942, đại tá Grove, một ông mà bạn sẽ phải nhớ thì vì ông này sẽ xuất hiện khá nhiều, đến để mời OP tham gia một dự án bom nguyên tử tên là dự án Manchester United. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì họ thấy cái tên đấy quá yếu nên là phải đổi lại thành dự án Manhattan. Về điều kiện của OP thì dĩ nhiên là ông không thể được tin tưởng, nhưng mà đại tá đứng ra bảo lãnh miễn là OP làm tốt nhiệm vụ. Thế là OP tham gia vào dự án Manhattan, nhưng mà dự án này quá lớn và OP không thể làm điều đó một mình. Ông cần rất nhiều nhà khoa học đại tài từ khắp nơi trên thế giới đến trợ giúp. Nhưng mà thay vì những lựa chọn mà rõ ràng là hợp lý hơn như là Walter White, Dr. Stone hay thậm chí là giáo sư X, nếu ông chọn giáo sư X thì ông ấy sẽ làm lùm xùm lên về xe lăn đấy. OP đã lựa chọn những phương án an toàn hơn là đích thân đến các trường đại học danh giá trên khắp thế giới để tuyển quân. Những người OP nhắm đến là những nhà khoa học người Do Thái, vì chắc chắn là họ sẽ có hiềm khích với Đức. Ngoài ra thì họ sẽ không hề chống phá nước Mỹ, do đây là một dự án tuyệt mật mà Hoa Kỳ không muốn Liên Xô biết. Vậy là các ông cần tôi? Chính xác. Tại sao tôi phải tham gia một cái dự án mà tôi không được phép nói với bất kỳ ai? Anh có muốn nhắc lại điều đấy với khẩu súng của tôi không? Các nhà khoa học đã đồng ý tham gia. Và thế là chúng ta đã có các nhà khoa học. Giờ thứ cần thiết tiếp theo là một địa điểm. Đó sẽ là một vùng đất hẻo lánh nằm ở New Mexico. Vì đây là một dự án dài hơi nên chính phủ Mỹ xây hẳn một cái thị trấn cho các nhà khoa học ở đây luôn. OP chia làm 4 nhóm: lý thuyết, thực nghiệm, luyện kim và hậu cần. Và ông muốn người bạn Rady của mình lo phần lý thuyết. Thực ra tôi không muốn tham gia đâu. Tôi không muốn đem kiến thức tích lũy bao năm ra để đi chế bom thả vào đầu người khác. Anh có biết tiếng Đức không? Một chút, lúc Hitler thả bom lên đầu anh thì anh nhớ nói câu đấy nhá. OP nói đúng, đó là một vấn đề trước sau. Nếu mà OP không làm thì Đức sẽ làm và vẫn hủy diệt nhân loại. Giờ thì chúng ta bắt tay vào việc. Lại một chút khoa học phách, nguyên lý hoạt động của một quả bom nguyên tử rất đơn giản. Đó là lợi dụng năng lượng được giải phóng từ sự phân hạch của các hạt nhân. Tuy nhiên, muốn các hạt nhân phân hạch thì phải tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Vì vậy, OP và các cộng sự phải tạo ra một vụ nổ nhỏ bên trong quả bom nguyên tử để kích nổ chuỗi phản ứng dây chuyền. Thế nên họ phải tách uranium và plutonium. Trong lúc đó, nhóm OP thì nghiên cứu thực hiện các quả bom nhỏ làm ngòi nổ cho bom hạt nhân. Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm cho đến khi một nhà khoa học tên Edward Teller trong nhóm đột nhiên tính toán cái gì đấy và nói cho OP về một phản ứng dây chuyền. Phản ứng hạt nhân này sẽ xảy ra liên tục theo cấp số nhân, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16. Thế là OP đến gặp Einstein. Teller bảo là phản ứng này không bao giờ dừng và nó sẽ hủy diệt thế giới. Điều này là không thể. Thế ông tính toán hộ tôi xem là nó có thể không? Fun fact nhé, tôi không thích toán. Mục đích sống duy nhất của tôi là xuất hiện trong meme cho bọn trẻ con đằng sau thôi. OP sau đó đến gặp Han Beth và được ông giải thích cho rằng sẽ cần rất nhiều năng lượng, ước tính là một nửa phát Kamezoku để duy trì chuỗi phản ứng phân hạch, nên điều theo lời nói là sai. OP bỏ được chút lo lắng và nhanh chóng quay về thông báo cho cả nhóm. Ha, sai nhé. Những lời của OP như Carolina Reaper, tại vì nó vừa sâu vừa cay, đâm thẳng vào trái tim mong manh của Teller, khiến Teller ghét cay ghét đắng OP. Thực ra là Teller đã không ưa OP từ trước, vì những gì mà Teller muốn nghiên cứu không phải là phân hạch, không phải là bom nguyên tử. Ông ta muốn nghiên cứu phản ứng hợp hạch để chế tạo bom hydro, thứ mạnh hơn rất nhiều bom nguyên tử và dĩ nhiên là nguy hiểm hơn và dĩ nhiên là không được làm. Chính vì điều này mà về sau khi mà OP bị chính phủ điều tra, Teller đã đứng ra làm chứng đổ tội cho OP. Sau đó thì mọi người tiếp tục với công việc của mình. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của chiến dịch này là những ai tham gia phải mù, câm điếc và những người khuyết tật thì có vẻ là không tốt lắm cho truyền thông. Thậm chí là OP cũng luôn đứng đầu diện tình nghi và bị cắt mất quyền miễn trừ an ninh. Tuy nhiên, quá trình chế tạo bom nguyên tử vẫn đến đích thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, nhiều biến cố đã xảy ra với OP, bao gồm việc cô bạn gái cũ Jean tự tử, nhân sự của OP bị gọi đi nhập ngũ, người dân thì không ủng hộ việc sử dụng vũ khí có sức hủy diệt cao. Và team 3 duelist rồi mà thằng chó kia vẫn chơi Joru là sao? Sau cùng, vượt qua những khó khăn đó, OP vẫn có thể tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Tin vui của ông là Neil Bohr, người giáo sư năm xưa giúp đỡ OP đã đến và có những thông tin hữu ích giúp cho công cuộc chế tạo bom được nhanh hơn. Cậu biết không, chơi với lửa là sẽ có ngay bị bỏng đấy. Thì tất nhiên bro, chơi với nước có bỏng đâu, nước sôi là có bỏng nhá. Nhưng mà ý tôi là cậu sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới, nơi mà mỗi nước đứng một góc bắn nhau như Gunny, cậu hiểu không? Neil cảnh báo rất đúng và OP hoàn toàn biết mình đang nắm gì trong tay. Cuối cùng, sau 3 năm nghiên cứu, tiêu tốn gần như toàn bộ doanh thu của Avengers Endgame, họ đã cho ra lò quả bom nguyên tử đầu tiên. Nó có hình cầu, bên trong là lõi plutonium, còn lớp vỏ ngoài là chất nổ hóa học đặc biệt dùng để kích hoạt sự phân rã hạt nhân. Nhưng mà vấn đề là Hitler đã đăng xuất, quân Đức đã đầu hàng, thế thì làm bom nguyên tử để làm gì nữa? May mắn cho OP, nói may mắn thì không biết là còn láo quá không. Nhưng mà quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng và gây hấn với Mỹ, thì ra Nhật Bản chọn cái chết, nước Mỹ sẽ cho Nhật một cái kết. Ô phần đôi này. Nhưng OP đã xin một ân huệ nhân đạo, ông muốn thử nghiệm nổ trước và sau đó sẽ cảnh báo Nhật Bản nếu có thái độ nhấp nhô thì mới tấn công bằng bom hạt nhân.
Bộ trưởng Chiến tranh đồng ý và đã đến lúc thử nghiệm. Opie chọn một nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người, tức là rạp chiếu phim The Marvel, đặt quả bom lên trên tháp cao để có thể đạt tối đa công suất mà không bị cản trở. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, họ đặt đài quan sát cách tận 20m cho nó cẩn thận. Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, Opie cho kích nổ quả bom hạt nhân đầu tiên, có tên là mạnh hơn Batman, tại vì nó có 3 quả. Không bất ngờ với một fan 7 viên ngọc rồng, quả bom nguyên tử đã tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, tương đương với một pha lưỡng long nhất thể. Sóng xung kích lan đến tận đài quan sát. Khoảnh khắc đó khiến Opie chỉ muốn thốt lên là mạnh vãi trưởng. Sau cuộc thử nghiệm thành công, Opie trở thành KOL số 1 giới khoa học. Nhưng việc của ông cũng đã hết. Chính phủ Mỹ thì nắm quyền điều hành phòng thí nghiệm và xung công quỹ hai quả bom nguyên tử còn lại. Có nghĩa là Opie đã bị đuổi. Và chẳng cần chờ quá lâu, Tổng thống Truman sợ để lâu bom hạt nhân bị chuột ăn mất. Nên là vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, ông ra lệnh thả hai quả bom xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, khiến hơn 110.000 người Isekai sang thế giới mới. Sau đó, phát xít Nhật đã đầu hàng vô điều kiện, thế giới được trả lại hòa bình nhờ vào sự hủy diệt. Nhưng mà tóm lại vẫn hòa bình. Tuy nhiên, Opie vẫn cảm thấy mình là một kẻ sát nhân máu lạnh. Đứng trước đám đông, ông vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong là một bể nước muối. Thì cũng đúng vậy thôi. Caria của ông là 110.010 mà. Lúc nào ông cũng mơ thấy chết chóc đau thương. Một thời gian sau, Tổng thống Truman gọi Opie lên để tâm sự. Nhờ cậu mà chúng ta cứu được rất nhiều người Mỹ đấy, bằng cách hại nhiều người Nhật. Nhưng mà vẫn là cứu Mỹ mà, bằng cách hại người Nhật. Thế là Truman gọi Opie là đồ yếu đuối và cho Opie nghỉ hẳn. Khu nghiên cứu hạt nhân được chuyển cho người khác. Sau cuộc gặp đó, Opie không làm ngơ mà kêu gọi anh em giới khoa học đứng dậy đấu tranh về việc sử dụng bom hạt nhân, không để chính phủ tự ý hành động, coi mạng sống con người như cỏ rác nữa. Và từ đây, một người cực kỳ có ảnh hưởng đến Opie theo hướng tiêu cực xuất hiện, đó là Louis Shaw, aka Tony Stark, người đứng đầu cơ quan năng lượng Hoa Kỳ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Shaw đã coi Opie là cái gai trong mắt tại vì tư tưởng khác nhau. Về cơ bản, Opie thấy bom nguyên tử là quá khủng khiếp và cảm thấy tội lỗi vì nó. Nhưng mà Shaw lại thấy bom nguyên tử là cần thiết, thậm chí là họ cần vũ khí hạng nặng hơn, chẳng hạn như là bom nhiệt hạch, hoặc nặng hơn nữa thì là mẹ bạn. Và cũng vì lý do đó mà Teller đã ra tòa và làm chứng chống lại Opie. Không phải là vì mẹ bạn nhé, là vì cái bom nhiệt hạch ấy. Dựa vào quá khứ nhiều biến động của Opie, chẳng hạn như là có giao du với đảng phái chính trị khác, em trai và vợ thì đều chống đối chính phủ, dự án Manhattan bằng cách nào đó bị lộ ra ngoài, tất cả điều đó khiến cho Opie bị đổ tội bán bí mật quốc gia. Chỉ cần Opie bị kết án thì con đường chính trị của Shaw sẽ rộng mở. Buổi điều trần được diễn ra, Shaw có cả trong tay là FBI lẫn tay trong quân đội, mục tiêu là dí Opie đến chết, và Shaw đã thành công. Nhưng mà những gì Opie có thể làm chỉ là cuộc tố tụng của Opie diễn ra trong nhiều năm trời. Mặc dù được rất nhiều đồng nghiệp bênh vực và cả đại tá Grove đứng ra bảo lãnh, nhưng cuối cùng đến năm 1954, Opie vẫn bị thu hồi miễn trừ an ninh, có nghĩa là ông sẽ không được tham gia bất kỳ dự án hạt nhân nào nữa. Đây có lẽ là cái giá của một người vừa làm thần chết mà vừa làm người giữ cán cân hòa bình thế giới. Đến năm 1963, Opie nhận được giải thưởng Fermi với những công hiến của mình, coi như là được chính phủ Mỹ công nhận. Và 4 năm sau đó, ông ra đi do ung thư vòm họng. Fun fact là vào năm 2022 thì Oppenheimer đã được cấp phép miễn trừ an ninh trở lại. Còn ông còn sống để làm nhà vật lý lượng tử nữa hay không thì tôi không biết. Còn về Louis Shaw thì hắn cũng không được tại nguyện, khi đã có người đứng ra làm chứng cho việc hắn đem chuyện cá nhân để dí Opie. Điều này khiến Shaw bị mất chức Bộ trưởng Thương mại. Nói chung là ông ăn trả bá anh em, ông này dí ông kia xong rồi cũng bị nghiệp quật. Và đó là câu chuyện về cha đẻ của bom hạt nhân. J. Robert Oppenheimer. Có người thì bảo là J có nghĩa là Japan Destroyer hoặc là Weebu Destroyer, tùy bạn nghĩ. Nhưng mà như thế không hay đâu. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.